Chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng trên sân vận động Mạch Chay. Hôm nay ngoài sự thiếu vắng của Đình Triệu, Văn Toàn, Triệu Việt Hưng thì hầu như các cầu thủ đều có mặt. Tinh thần quyết tâm cho những trận đấu tiếp theo ở giải V-League cũng như là AFC Cup. Mời tất cả mọi người theo dõi video của mình nữa nhé. Đây. 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 Đ
đi. Chơi chơi chơi. Xong rồi, xong rồi. Lên lại, xong rồi. Lên lên lên. Chút chút. Đánh không? Đánh em mày. Lên lên lên. Chút chút chút. Sao sao? Một em. Nam. Lên. Đi 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 đi. Đâu đi đâu đi đâu. Lên. Con một hùng một. Camila.
Để lên, 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 l